Kính Bạch Sư Hạnh Tuệ và Sư Tuệ Tường, con nhận thấy rất nhiều người thần thánh hóa những vị nào đó có thần thông hoặc là ca ngợi ăn chay trường giỏi lắm. Con là một Phật tử, con nhận biết rằng có rất nhiều người đi sai đường, sai đạo, sai chánh pháp. Họ không làm theo lời dạy của Đức Phật lịch sử mà lại tin theo Đức Phật niềm tin tôn giáo. Những người như vậy rất đông đảo, cho dù là các người tu lâu năm. Cho con hỏi như vậy có uổng phí một kiếp tu hành hay không? Thì đương nhiên, cái kiểu mà mình tu mà mình tu sai đường lối thì nó sẽ phí phạm một cái đời tu đi. Điều này cũng đã được nói ở trong Trường Bộ, mà xin nhớ cách đây cũng không lâu sư có trích dẫn cho quý vị. Với những người mà có người thầy là một vị chánh đẳng giác thuyết những cái pháp cao thượng, đi đến sự thực hành cao thượng, mà bản thân vị đó không chịu thực hành theo lời dạy của Đức Bổn Sư, thì đối với người đó không có lợi ích gì cả. Và cái sự tinh tấn của vị đó thì nó trở nên lãng phí, bởi vì vị đó đã không tinh tấn đúng đường lối. Còn cái chuyện đông đảo thì xin thưa là cũng giống như ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói là cái số người này các tỳ kheo thật là nhiều, là những cái kẻ ngu, mà thật là ít là những người trí. Thế cho nên khi mà mình học đạo, đặc biệt là tiếp xúc với chánh pháp, chúng ta thấy là những cái người mà có trí, những người mà tiếp xúc được với chánh pháp thì rất là ít. Còn những người mà tiếp xúc đối với tà pháp á, thì rất là nhiều. Mình thấy cái đó thì mình chỉ thương cảm cho chúng sanh thôi, và thấy là Đức Thế Tôn Ngài nói không bao giờ sai. Nếu như mà quý vị có thương, có thương chúng sanh tu sai đường sai lối, thì mình chỉ còn một cách là gì? Là mình lo tu. Xin hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị nhìn vào một cái ổ kiến, thì quý vị biết là con kiến này nó hành sai pháp, con kiến kia nó hành đúng pháp. Nhưng mà con kiến hành sai pháp thì nhiều, con kiến sống ác nó nhiều. Thì quý vị nghĩ gì khi mà quý vị nhìn một cái ổ kiến? Suy nghĩ là mình thương thì mình thương thôi, chứ mình cũng không có nặng lòng chi. Cái quan trọng là mình lo phần của mình kìa. Mình lo phần của mình đi. Rồi sau khi mà mình chứng đắc được đạo quả, rồi mình muốn giúp ai thì mình giúp. Còn bây giờ thì mình thuộc vào cái kiểu là thân ốc còn không lo nổi mình ốc, mà mình lo nhiều quá, mình lo tu. Rồi từ từ cái duyên sẽ đến, rồi ai mà hữu duyên thì mình sẽ độ người đó thôi. Còn những người mà họ tu sai đường, hoặc là họ tự hào với cái đó, hoặc là họ không có cái lòng mà thay đổi thì thôi. Bởi vì thế gian này cái người còn có duyên với mình rất là nhiều. Không biết vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Sư cũng hoàn toàn đồng ý với cái câu trả lời của Đại Đức Hạnh Tuệ. Riêng trong cái câu hỏi này thì sư thấy có một điểm như vậy mà mình nên chỉnh lại, chỉnh sửa lại cho nó chuẩn hơn như vậy. Thì ở đây bạn này nó rõ nha, bạn này nó rõ là con là một Phật tử, nghĩa biết rằng có nhiều người đi sai đường, sai đạo, sai chính pháp luôn, sai đạo, sai chính pháp luôn đó, sai hoàn toàn đó, nghĩa là vấn đề này nó lệch lạc hoàn toàn đó. Thì cái vế mà sư nói xin sửa là như vậy nè: họ không làm theo lời dạy Phật lịch sử mà lại tin theo tổ niềm tin tôn giáo thì nó hay hơn. Tại vì bởi vì sao sư lại nói là nên sửa vấn đề này? Bởi vì nếu một người mà họ lỡ, thì như vậy họ lỡ mà đôi khi trong một khoảnh khắc ở đây sư nói là có thể là một ngày, một năm, hoặc 10 năm, 20 năm, họ đôi khi họ vì cái niềm tin mà hơi lệch lạc, nghĩa là niềm tin nó hơi lệch lạc á, nhưng mà ở đây nó rõ là họ vẫn có niềm tin nơi Tam Bảo, nghĩa là tin Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, nhưng mà đôi khi cái nghiệp của họ đó, hay là vì cái yếu tố gì đó,
họ có thể đi sai, nhưng mà rồi cái niềm tin tâm bảo nó vẫn còn, thì cái người này nó vẫn vẫn còn, được gọi là vẫn còn cứu vãn được quý vị, đúng không? Còn cái người mà giống như là sư, cái vé này sư sửa lại nè, họ không làm theo lời dạy của Đức Phật lịch sử mà làm theo tổ niềm tin tôn giáo, rồi so sánh với vé trên là sai đường sai đạo chính pháp, thì cái hạng người này là thôi là nó thẳng là bó tay, bó tay không có nào cứu vãn được. Cho nên là nên, nên sửa lại cái vế này cho nó phù hợp hơn. Tại vì một ngày nào, tại vì sao xin nói vấn đề này, tại vì quý vị biết đó, Đề Qua Đắc Tá là tức là Đề Bà Đạt Đa, chỉ vì một phút mà ông gọi là lầm đường lạc lối đó, nhưng mà quý vị biết đó, cuối đời ông khi mà ông quay lại tìm Đức Phật thì ông vẫn có cái đề, có sám hối, vẫn có niềm tin vào Tam Bảo, chính vì cái niềm tin đó đó cứu vãn ông. Mặc dù ông đi địa ngục trong một thời gian rất là dài, nhưng mà trong một kiếp tương lai, ông sẽ là một vị Phật độc giác. Cho nên là cái vấn đề mà làm gì làm, nhưng mà chúng ta vẫn phải còn ở niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng rất là quan trọng quý vị. Đó, cho nên là sư kêu sửa là như vậy đó. Ở đây là nói là cho con hỏi như vậy có uổng phí một kiếp tu hành không? Thì nếu mà một người mà đã sai đạo sai chánh pháp mà lại tin theo tổ nữa quý vị, tin theo một người tổ mà sai là như vậy thì không phải uổng một kiếp tu hành nữa quý vị. Uổng phí cả nguyên cái luân hồi sinh tử quý vị luôn. Đó. Trong sinh tử luân hồi quý vị á, sẽ khổ đau trầm luân. Những cái nỗi thống khổ mà không không sao kể xiết, đúng không? Cái đường luân hồi thậm chí không xác định nữa. Mà cái điều này sư đã nói trong cái buổi live á trước đó, rất là nhiều rồi. Tôi xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Đại đức Tuệ Tường khi nãy có nhắc đến trường hợp của Đề Qua Đắc Tá, thì sư xin bổ sung một chút xíu là Đề Qua Đắc Tá vào cuối đời là ông, tức là khi mà bị đứt rút thì ông dùng cái phần hơi tàn còn lại của ông đảnh lễ Tam Bảo, tức là ông duy trì cái niềm tin của ông đối với Đức Thế Tôn. Lại thêm một cái vấn đề nữa chính là Đề Qua Đắc Tá, quý vị nhớ giùm nha, Đề Qua Đắc Tá cái lỗi của ông là cái lỗi chia rẽ tăng đoàn, chứ cái lỗi của ông không phải là cái lỗi thực hành sai chánh pháp. Nhớ giùm nghe, cái này nó quan trọng nha. Tại vì có thể là ông thực hành vẫn đúng chánh pháp, nhưng mà tức là ông vẫn tin là thực hành Bát Chánh Đạo đấy, vẫn tin. Nhưng mà chỉ có điều là ông muốn gọi là tiêu diệt Đức Thế Tôn để mà ông lên nắm quyền, thì cái này nó rơi vào một cái tà kiến khác, nhưng mà nó không rơi vào cái kiểu là chống bán hoặc là phỉ báng cái đường lối tu tập của Đức Thế Tôn. Tức ông vẫn công nhận được lối tu tập Thế Tôn ấy, chỉ có điều là ông chạy theo quyền lực nè đó, thành ra là mình hãy cẩn trọng nha. Còn cái kiểu mà mình thực hành sai đường sai lối thì coi chừng nó lại là một cái vấn đề khác á. Thì không biết Đại Đức Tuệ Tường có mình có luận thêm về vấn đề này hay không, là mình cho qua. Điểm khác này, vấn đề này cũng hay đó, nói chung vấn đề này nó cũng khá là hay á, nhưng mà chắc phải dành điểm khác, thấy câu hỏi số lượng câu hỏi quá nhiều mất công quý Dạ vị, vâng. sao chờ đợi toàn bộ nghiệp quý vị. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.